sau đây các em cùng tìm hiểu các ví dụ. đầu tiên chúng ta vào ví dụ số 1 à, thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng 2 và diện tích xung quanh của hình nón bằng bao nhiêu? bài toán cho chúng ta bốn kết quả như này. À, đầu tiên chúng ta có hình vẽ như sau. đây là hình nón đúng không? À, thiết diện qua trục là tam giác OAB. tam giác này là tam giác vuông cân người ta cho cạnh này bằng hai rồi đấy thì ta nhớ công thức tính diện tích xung quanh của hình nón bằng pi r nhân l thì đường sinh thì ta biết rồi đường sinh chính là, là cạnh góc vuông này chính là bằng bằng hai rồi bây giờ ta cần tìm bán kính của nó thì bán kính thì bằng nửa của ab thì ta sẽ tính ab ở trong cái tam giác oab này Các vuông cân thì ta có này ab sẽ bằng cạnh căn 2 đúng không bằng cạnh góc vuông căn 2 ob nhân căn 2 sẽ bằng 2 căn 2. Rồi. AB sẽ là đường kính, đúng không? Như vậy R sẽ bằng AB trên 2. Thì bằng căn 2 luôn nhá. Do đó diện tích xung quanh hình nón S bằng P R nhân R. Đấy. Thì sẽ bằng P này nhân với R ở đây ta tính cho căn 2. L sẽ đường sinh đúng không? L là OB chẳng hạn bằng 2. Như vậy bằng 2 pi căn 2. Đó. Do vậy ở cái ví dụ số 1 chúng ta chọn được đáp án A. Rồi 2 pi căn 2 chúng ta cũng nhau.